Xin kính chào quý vị và các bạn. Thì hôm nay lại tiếp tục đến nhà của em Truyền để quay giới thiệu cho quý vị và các bạn một cái lô mai. Nay là mai bự không vậy nè quý vị ơi. Đây, chào Truyền. Dạ em chào anh Tuấn ha, em chào cô chú anh chị mình ha. Và đầu tiên em cũng xin cảm ơn tất cả các cô chú anh chị mình trong thời gian qua đã xem và ủng hộ em ha. Và tiếp tục hôm nay em về ba cây phôi mai vàng nha cả nhà. Rồi một số mai tứ quý ha. Rồi đầu tiên em vào và hình thức giao lưu của em vẫn là bao sóng bao ship luôn ha. Và điện thoại giao lưu của em là 0939046405 và số Zalo của em ha. Địa chỉ của em là ở ấp Thành Lạc Đông, xã Thành Nhật, huyện Gò Công Tây, tỉnh Tiền Giang nha cô chú anh chị mình. Rồi bắt đầu mình vào cây số 1 nha. Rồi mã số 1 là em mai vàng rất là cao ha. Là cây mai vàng. Cao khỏi cái nóc nhà luôn đó quý vị. Giót đọt có xíu trên hang. Cái này mình cao khoảng bao nhiêu mét Trang? Cây này là cao khoảng 5 mét nha cô chú anh chị. Rồi cao khoảng cao 5 mét. Cao khoảng 5 mét ha. Rồi đợi từ đợi anh cái Trang ơi. Quý vị ngắm nghía nè. Cái đọt nhỏ xíu ha. Cao khỏi nóc nhà luôn, cao nó tầm khoảng 5 mét. Thì em này cũng được róc rồi nha quý vị. Róc tay cành rồi, vừa tạo tay cành mới chơi ha. Quý vị thích tông cao thì mình chốt em này về chơi. Rồi hoành em đo vị trí này là 59 hoành nha quý vị. 59 ha. Đó. Để em đo lên hiệu lên cái nữa. Đo lên nào nó bự hơn không? Cũng 59. Vẫn là 59 luôn nha. Rồi, cô đó, chú anh chị. 59 dưới cũng 59. Rồi. Còn hãng cho cái đường kính bầu luôn đi Trang. Hiện tại giờ đang nằm ở cái bờ. Đường kính bầu là 75 nha cô 75. Chú anh chị. Rồi mình đi vòng đế nha quý vị. Em đi qua đây ha. Này là mai vàng vườn nha quý vị. Đây. Ở đây cũng có đây ha. Đó, nhìn nó hơi chìm ở dưới đó. Góc này thì nhìn chung nó không có gọi là nó tròn ha, nó có cái bề dẹp nè, đó, bề bản nè. À. 59 hoành luôn. Quý vị mà thích tông cao và hoành bự thì chốt em này chơi. Em này thì có những cái chỗ cắt giật nha quý vị. Cái cắt giật ha. Giật đó đây nó ha. Để lấy lại một tốt cho quý vị ha. Rồi mã số 1 này mình giao lưu bao nhiêu đây em? Dạ mã số 1 em giao lưu là 7 triệu em bao ship 100 km nha cô chú anh chị. 7 triệu. 7 triệu anh. Bao ship 100 km. 7 triệu bao ship 100 km nha. Rồi hoành 59 luôn mà có giao lưu có 7 triệu mà ship tới nhà quý vị luôn. Đó. Hoành to giá nhỏ. Đây 59 hoành. Rồi mình qua mã số 2. Rồi em tiếp tục cây mã số 2 vẫn là cây mai vàng vườn nha cô chú anh chị. Chiều cao nó là 1m2 nha. Rồi. Rồi 60 hoành là ngay vị trí này. Đó, ngay đó 60. 60 hoành ha. Trời nó chắc bự nữa à. Ở đây mà ở vị trí này chắc còn bự nữa ha. Để đo thử nha quý vị. Thử nhanh đó cái ha. 73 ngay cái dòng này. 74. 74. 74 nè quý vị, nghe đó 74 á, nếu nâng lên nữa chắc nó bự hơn nữa, tại ở trên tay cành thì nó trên nó bự lên ha. Nghe đó là 74. Đó. Đó. Đó, xây được ha. Vậy em khỏi xe em đứng đây. Đó. À, cái đường kính bầu. Đường kính bầu là 85 nha cô chú anh chị. 85 luôn. Khoan để em đo giót ngọn. Giót ngọn bé tí luôn á. Giót ngọn là 10 nha. Để anh quay từ xa cho quý vị mình. Quý vị cứ so sánh cái cây với chủ shop đó ha. Cây chất lượng chủ shop quá. Nấp vô cái mai nó mất tiêu luôn, không thấy cái người mặc áo xanh đâu không quý vị. Rồi đây quý vị ngắm nghía kỹ ha. Để mình quay đây, nấp qua đây mất tiêu nè, nó không mất tiêu chủ shop luôn nè, thấy chưa quý vị. Đó. Cái đế cái ha. Mai thì bự nên mình quay cũng rất là kỹ cho quý vị mình xem nha quý vị. Thì xem của đế nè. Cô chú anh chị mình có muốn xem lại vào Zalo em quay xem lại nha.
quay về cũng rất là kỹ đâu, muốn xem lại chỗ nào đó. Kết bạn ha. Đó, cây ra ngoài quý vị nhìn to lắm nha quý vị. Ở trong cái màn hình mình mà nó thấy bên lớn vậy là ở ngoài nó dữ lắm á. Rồi, giao lưu bao nhiêu đây em? Rồi, cây mã số 2 này em giao lưu là 18 triệu, em bao ship toàn quốc. Rồi, nha cô chú anh chị. 18 triệu bao ship toàn quốc. À, cái này là cụ mai rồi. Quá trời cây mai ha. Rồi, mình qua chú ba. Rồi, cây mã số 3 vẫn là cây mai vàng vườn luôn nha cô chú anh chị. Rồi, một em da vàng, một em da đen. Rồi, chiều đen cao chứ là 90. Đó, em này cái tay cành nhìn khéo quá. Cho giáp thước qua đây luôn Tiền ơi. Quanh. Rồi để thước bao nhiêu? Quanh ngay vị trí này là 64. Đây, 64 quanh. Đây ôm sát thước, ôm ngang luôn nha quý vị. Không cấn đâu luôn đó ha. Cái này chắc không có xây được, mình xây á. Này không xây được. À đó, ôm ngang đó nha quý vị. Rồi để em đọc, để em đo lên tí nữa ha. Ôm đó là 64. Lên tí nữa là 59 nha cô chú anh chị. Lên rồi, một phút luôn á. Lên xíu. Lên chắc cỡ gan tài ha. Đó, đo nghe đó 59. Đó, còn đo dưới nãy nhiêu? 64. 60 mấy quên này. 64. 64 không? Đó. Thân cành quý vị nắm nghe kỹ nè. Cái này thì thoát thân nó khoảng nhiêu đây Trang? Từ cổ rễ tới tay cành nhất. Tới cổ rễ thôi. Thoát thân là 19. Thoát thân là 19 nha cô chú anh chị. Đó. Đường kính bầu là bầu bự nè. Đường kính bầu là 90 nha. 90 luôn. Ở quý vị kéo lên cái thân cành ở trên. Dốc ngọn là 22. 22. Đó. Hàng này của hàng cũng thằng dữ ha. To nè ha. Đó. Đó, em qua bển em ngồi đối diện với cái cam em. Rồi mất tiêu luôn rồi. Cái này cũng mất tiêu luôn ha. Tiêu shop là chủ shop luôn rồi. Đây chắc còn đó có một số nhánh nhánh áp để cắt giật như cắt giật những cái gì hả, có một số nhánh dư cắt bỏ đó ha, ra được cái cây này hình đúc măng đẹp ha, tay cành lực. Để anh đi vòng qua anh kia có gì, em này thì da đen nè, đẹp ha, nhìn sần nứt ngay nứt, da nó đang lớn nè, đang lớn thêm nữa ha, da nó vậy đó. Cây cũng xù. Đó, cây này thì nó khác với mã số 2. Mã số 2 thì trơn truông, còn này nó sần sùi nè. Này không biết trong giai đoạn tương lai sao, không biết nó có bị chảy thôi không, mình không dám khẳng định nhưng cái gì. Rồi đi vô mặt trong cái ha. Da nó khác em kia ha. Rồi giao lưu bao nhiêu đây em? Rồi cây mã số 3 em giao lưu là 2 triệu, em bao ship toàn quốc nha cô chú. 25 triệu em giao lưu, em bao ship toàn quốc nha. À, cây bự về cái bầu cỡ 90 vậy là giao lưu toàn quốc luôn. 25 triệu em bao ship toàn quốc. Rồi mình mã số 4. Là mã số tiếp theo, mã số 4 quý vị. Là mã số 4 là cây tứ quý nha cô chú anh chị. Bắt tứ đầu quý. Mã số 4 là phôi tứ quý ha. Rồi. Chiều cao. Chiều cao 65. Hoành là 48. Đó, quá rõ ràng không gì. 48. Ôm người ta đó. Để giữ nữa nè. 48 của anh. Nó nằm cái đường kính bầu này khá là to nè. Đường kính bầu là 72. 72. Để chảy hết đường kính bầu luôn. Để đây. Để bắp luôn. Giữ rồi nha. Rồi quý vị cứ em cứ xây đều và quay lên cái đường thân cho quý vị mình xem ha. Đó. Tiếp luôn. Cắt giật đâu quý vị đó. Thấy là anh cốt ha. Nhớ đế lại lần nữa quý vị. Qua giữ ha, bắp luôn. Rồi.
Giao lưu như rồi, em. Rồi, mã số 4 em giao lưu là 16 triệu em bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Rồi, 16 triệu bao ship toàn quốc luôn. Rồi, tiếp tục luôn, mã số. Mã số 5 cũng là 5. Phôi tứ quý luôn nha cô tứ chú anh chị. Luôn. Chiều cao là 90 nha. Cái hoành luôn nha quý vị, vô cái hoành luôn nha quý vị. 51 hoành. Báo 50, 51 rưỡi, báo 50 hoành đi. Rồi, 50 hoành rồi quý vị. Đó, 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 50 quý vị ôm sát luôn nha, không hở nha quý vị. 50. Này để sổ nè, cho cái đậu sổ bao nhiêu em. Từ cổ rễ xuống tới mặt bầu thôi. Đó. Kéo cái đậu sổ từ cổ xuống mặt bầu hay nhiêu vậy? Đậu sổ nó khoảng 40, 40. Rồi, 40. Rồi, đừng kích bầu luôn ha. Đường kính bầu là 89. Em cho nãy mấy cái kia mình cũng quên cái là cho không có cho cái nồi đế này, cho hết cái nồi đế này thử. Cái nồi đế của nó chảy hết luôn cái đường kính bầu á cô chú anh chị. Ôm hết cái cục đất này, cái bầu là cái nồi cái đường kính. Đó. Ôm ngang đó. À, hết cộng thước dây luôn nè. À, cộng thước dây với cộng này chắc khoảng 50 thì tính ra cái nồi này khoảng 2 mét rồi ha. Đây, nồi đế 2 mét. Đó. Đế bắp luôn. Sổ này 40. Xây tiếp luôn. Đó. Ngắm nghía ha. Tay tử quý to. Rồi cái đoạn tay cành quý vị ngắm nghía kỹ đoạn tay cành nè ha, đường thân nè. Những cái nhịp cắt ha. Tay cành ha. Mình quay kỹ cho quý vị xem ha. Cây to giá trị nó hơi cao xíu nên quay rất kỹ vô vậy. Rồi cái này giao lưu bao nhiêu đây em? Cây mã số 5 em giao lưu là 14 triệu em bao ship toàn quốc nha cô chú anh chị. Rồi 14 triệu mà bao ship luôn toàn quốc luôn, đế khủng luôn. Đây mình vô đây, trong đây nó hơi bị thiếu sáng rồi nè. Ráng nè. Rồi cũng được nè ha. Cây mã số 6 cũng là phôi tứ quý. Chiều cao là 1m35. Rồi. Xuống cái hoành luôn. Hoành 45. Rồi, đây. 45 em đo tốt trên nha. Đó. Đo ngang đó là 45 hoành. Đó, nếu mà đo xuống cái nạc này nó hơi bự. 50. Đó, nạc này ra 50 ngang đây. Ngang đó thì 50 ha. 45 hoành trên. Đây, thước luôn ha. Rồi, để luôn. Đường kính bầu ha. Đường kính bầu 60 nha cô chú rồi, anh chị. 60. Để nè. Giáp dòng cộng bự không ha, chỗ nào cũng có cộng to kính bầu. Đó, thân này hơi lắc nhẹ xíu ngay đây ha. Đó. Thân cành ở trên gì cũng nghĩa thân cành trên nè, quá xa trên đồ nhóc luôn nè. Rồi mình giao lưu nhiêu em? Rồi cây mã số 6 em giao lưu là 13.500.000 bao ship toàn quốc luôn nha cô chú. Rồi mình cũng xin nhắc lại từ mã số 3, số 4, số 5, số 6 là tứ quý nha quý vị. Rồi mã số 6 cũng là mã số cuối clip rồi ha quý vị. Nay giới thiệu cho mình tổng cộng là có 6 phôi to nha quý vị. 3 mã số đầu là mai vàng vườn, 3 mã số sau là tứ quý ha. Thì trả lời cũng nói quý vị không Trang? Rồi em cũng rất mong cô chú anh chị mình xem hết clip và ủng hộ em và tiếp tục ủng hộ em ha. Em xin chào và hẹn gặp lại cô chú anh chị mình clip sau ha.